Rất vui khi được gặp lại các khán giả thân yêu của Sống An Lạc. Các bạn thân mến, sau một giấc ngủ dài, cơ thể của chúng ta cần cung cấp một lượng nước để bài tiết, thải độc và bù đắp lại lượng nước đã mất đi khi ngủ. Tuy nhiên, uống nước gì mỗi khi ngủ dậy vào buổi sáng để tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Thậm chí, đã có nhiều loại đồ uống được dùng vào buổi sáng là nguyên nhân tích tụ độc tố trong cơ thể, gây nên nhiều mối lo ngại cho sức khỏe như tăng huyết áp, béo phì, sỏi thận. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mình, bạn hãy tuyệt đối tránh sử dụng 4 loại đồ uống dưới đây vào buổi sáng nhé. Nhưng trước khi vào phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, Sống An Lạc xin dành một món quà đến quý vị khán giả đang có mối quan tâm đến tử vi phong thủy. Vào 21 giờ ngày 12 tháng 6 này, Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, sẽ trực tiếp livestream để luận giải về vấn đề số tướng chỉ tay. Các bạn quan tâm hãy tham gia ngay group Facebook Master Phùng Phương để giữ chỗ và lắng nghe vận mệnh tương lai, từ đó có thể tự vẽ ra bản đồ cho cuộc đời của chính mình. Link group được đặt dưới phần comment. Còn bây giờ hãy trở lại với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Mỗi ngày, chúng ta có thể mất đi trung bình 1,5 lít nước qua tiểu tiện, đại tiện, mồ hôi. Đặc biệt, càng vận động nhiều, càng mất nước nhiều. Do đó cần phải bổ sung để thay thế phần đã mất đi. Trừ lượng nước trong thức ăn, mỗi ngày một người cần bổ sung khoảng 1,5 lít nước để đảm bảo cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru. Vì có tầm vai trò rất lớn nên việc chúng ta chọn tiêu thụ loại đồ uống nào cho buổi sáng cũng rất quan trọng. Có rất nhiều loại đồ uống có công dụng tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu sử dụng không đúng thời điểm sẽ làm tổn thương các cơ quan nội tạng nghiêm trọng. Một, điển hình đó là nước mật ong. Có người cho rằng nếu sáng sớm uống nước mật ong sẽ giúp làm giảm chứng táo bón, nhưng uống khi dạ dày trống rỗng thì lại không thích hợp. Bác sĩ chuyên khoa cho biết, trong mật ong có chứa một lượng lớn fructo và gluco khiến đường huyết tăng cao, làm cơ thể không có cảm giác đói nên gây ảnh hưởng đến việc hấp thụ bữa sáng. Ngoài ra, fructo trong mật ong phải thông qua trao đổi chất để chuyển hóa thành gluco mới được cơ thể hấp thụ. Sau đó, nó sẽ mất đi tác dụng bài trừ độc tố trong cơ thể của cốc nước đầu tiên vào buổi sáng sớm và chất dinh dưỡng trong mật ong cũng không được hấp thụ một cách hiệu quả. Vì vậy, sau khi thức dậy, không nên uống nước mật ong khi bụng còn rỗng. Bạn có thể uống một cốc nước lọc ấm trước, 10 phút sau hãy uống nước mật ong. 2. Nước hoa quả cũng rất tốt nhưng không nên uống vào buổi sáng. Không ít chị em phụ nữ thích uống một cốc nước ép hoa quả tươi vào buổi sáng sớm với mục đích làm đẹp. Đây là một cách làm không đúng. Thứ nhất, do nước hoa quả rất ngọt, nếu uống khi bụng đói sẽ khiến cảm giác thèm ăn mất đi, gây ảnh hưởng tới việc ăn bữa sáng. Thứ hai, do cơ thể thích môi trường ấm áp, đặc biệt là vào sáng sớm, nếu đồ uống lạnh sẽ kích thích đường ruột, gây ảnh hưởng đến việc hấp thu tiêu hóa. 3. Nước uống có ga hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Nước ngọt thường là nước bão hòa CO2, chất làm ngọt và hương liệu. Sau khi được sục thêm khí CO2, khí không độc đối với cơ thể, những bọt khí này sẽ mang đến cảm giác đã khát khi uống. Tuy nhiên, loại nước này thường chứa rất nhiều đường và các loại axit như malic, tartric, citric và phosphoric v.v. Khi uống thường xuyên sẽ mang đến những hiểm họa cho sức khỏe như làm gia tăng sự nhạy cảm của thận đối với angiotensin 2, một protein điều chỉnh sự cân bằng muối. Muối này sẽ tái hấp thu vào thận, gây ra bệnh lý tiểu đường, béo phì, suy thận, cao huyết áp, v.v. Bên cạnh đó, nước uống có ga không những không cung cấp thành phần nước mà cơ thể cần vào sáng sớm mà còn làm gia tăng tốc độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất và tăng nhu cầu của cơ thể đối với nước. Chính vì thế, sáng sớm không nên uống nước có ga. 4. Nước ngọt, cà phê cũng không tốt khi đói. Nhiều người có thói quen uống nước ngọt và sữa để tăng lực cho ngày mới làm việc hiệu quả. Nhưng lại không biết rằng, trong các loại nước có ga đều chứa axit citric, chất làm tăng tốc độ bài tiết canxi trong quá trình trao đổi chất, kéo theo sự giảm hụt canxi trong máu. Một số loại nước tăng lực, nước ngọt lại có chức năng lợi tiểu, sau đó không bổ sung được nước cho cơ thể, mà còn làm cho lượng nước trong cơ thể bị mất đi trầm trọng hơn. Cà phê thường có nồng độ pH là 5, có tính axit. Do đó, uống cà phê khi đói có thể làm tăng nồng độ axit trong dạ dày. Tình trạng này cũng có thể xảy ra ngay cả khi bạn uống cà phê không chứa caffeine. Thêm vào đó, nếu bạn có hệ tiêu hóa nhạy cảm, uống cà phê vào buổi sáng có thể làm tổn thương lớp màng tế bào ở thành trong của dạ dày và gây ra chứng khó tiêu, ợ hơi, hội chứng ruột kích thích, v.v.
Uống cà phê khi đói cũng có thể làm tăng nhịp tim, tăng cảm giác lo âu. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, bên cạnh những đồ uống gây hại cho cơ thể khi không được sử dụng đúng cách, cũng có rất nhiều thói quen xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của cơ thể. Bỏ bữa sáng hay đơn giản là không uống nước buổi sáng chính là nguyên nhân trực tiếp khiến sức khỏe của bạn suy giảm, dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài. Tiếp theo chương trình, Sống An Lạc sẽ chỉ cho bạn 7 thói quen xấu gây ra những bệnh lý nguy hiểm mà bạn nên biết để từ bỏ ngay từ bây giờ. 1. Nguyên nhân đầu tiên đa số người đều mắc phải là bỏ bữa sáng. Sau một đêm dài, cơ thể cần khá nhiều năng lượng mới nạp vào để chuẩn bị hoạt động cho ngày mới. Để cơ thể bị đói sẽ khiến tinh thần giảm sút hay cáu kỉnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nam giới sẽ trở nên sắc bén hơn trong công việc và có tâm trạng tốt hơn khi họ đã có bữa sáng trước khi lao vào công việc hơn so với việc bỏ qua các bữa ăn sáng. Do đó, để cho não có năng lượng làm việc một cách linh hoạt và tỉnh táo, bạn cần cung cấp đủ nguyên liệu cho cơ thể hoạt động với đa dạng các loại protein và khoáng chất. Để dạ dày bạn được khỏe mạnh, tốt nhất hãy uống nhiều nước rồi ăn sáng 30 phút sau đó. Hãy ngồi ngay ngắn, ăn xong bữa sáng trước khi tới công sở một cách chậm rãi và thư thả. Cố gắng đừng gây áp lực cho dạ dày khi ăn sáng gấp gáp, cuống cuồng. Bỏ ăn sáng là thói quen buổi sáng vô cùng tai hại cho sức khỏe. Cơ thể bạn cần năng lượng để bắt đầu hoạt động và hoạt động hiệu quả cho cả ngày. Vì thế bạn nên dành ra ít nhất 15 phút buổi sáng để nạp đủ năng lượng cần thiết. 2. Nhiều người không uống nước vào buổi sáng là sai lầm. Giám đốc dinh dưỡng thể thao tại Đại học Pittsburgh Leslie Bonsi của Đức đã nói, nếu bạn không uống nước vào buổi sáng, bạn sẽ phải bù đắp sự mất nước trong suốt cả ngày. Khi cơ thể thiếu nước, bạn sẽ trở nên dễ nhầm lẫn, thiếu nhạy bén, không có tâm trạng tốt, dễ mệt mỏi. Nhưng chỉ cần uống đủ 3 cốc nước cho buổi sáng, nhất là khi vừa ngủ dậy để thanh lọc những chất cặn bã trong ruột sau một đêm dài, bạn sẽ cảm nhận được năng lượng khác biệt trong cơ thể. Bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn, lạc quan hơn, tràn đầy sức sống và năng lượng hơn. Cơ thể đủ nước cho cả ngày dài còn giúp cơ thể tăng sức chịu đựng, dẻo dai và tốc độ. Thứ ba, uống trà hay cà phê khi chưa ăn sáng. Buổi sáng là lúc dạ dày đang đầy axit, bạn nên ăn hay uống những sản phẩm có tính kiềm. Một cốc nước lọc ấm là lựa chọn tuyệt vời nhất vào sáng sớm. Uống trà hay cà phê khi bụng trống rỗng sẽ không tốt cho dạ dày, lâu dài có thể gây bệnh về sau. 4. Kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy là thói quen rất nhiều người mắc phải. Theo một cuộc khảo sát, 63% người dùng điện thoại thông minh ở độ tuổi từ 18 đến 29 thừa nhận họ mang điện thoại lên giường khi đi ngủ. Điều này tất nhiên giúp họ dễ dàng tiếp cận với nó đầu tiên vào buổi sáng. Tuy nhiên, thói quen này có thể đưa cơ thể của bạn vào chế độ hoảng loạn, căng thẳng, huyết áp tăng cao trước khi ngày mới bắt đầu. Tốt nhất bạn nên để điện thoại tránh xa giường ngủ, đợi vài giờ sau khi thức dậy rồi mới kiểm tra. 5. Bạn không nên đi tiểu ngay sau khi thức dậy. Khi vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ dài, bàng quang của chúng ta thường ở trong trạng thái đầy nước tiểu. Đây cũng là lý do mà cơ thể thường phát tín hiệu buồn tiểu vào mỗi buổi sáng. Nhưng vào sáng sớm, dù cảm thấy buồn đi vệ sinh tới đâu, thì bạn cũng không nên đi tiểu ngay khi vừa ngủ dậy. Nguyên nhân là bởi khi bàng quang xả nước tiểu quá nhanh, dễ dẫn đến choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Các chuyên gia về lão khoa còn cảnh báo, người cao tuổi, nhất là các cụ ông, không nên đi tiểu ngay khi vừa mới ngủ dậy vào buổi sáng và đặc biệt tránh hình thức tiểu đứng để làm giảm nguy cơ ngất xỉu và đột quỵ. 6. Nhiều người có thói quen gội đầu buổi sáng. Đây là thói quen sai lầm. Buổi sáng không nên gội đầu, đặc biệt là vào mùa đông. Nhẹ thì đau đầu, nặng có thể dẫn đến tình trạng các cơ đau nhức. Tốt nhất đối với thanh niên nên gội đầu vào buổi tối, nhưng không nên gội trước khi đi ngủ, nên để tóc khô rồi ra ngoài. Người già thì tốt nhất nên gội đầu vào buổi trưa. 7. Tắm nước nóng không tốt. Nước nóng có tác dụng thư giãn, nên tắm nước nóng buổi sáng sẽ khiến bạn buồn ngủ, muốn trở lại giường hơn. Thay vào đó, bạn nên tắm nước lạnh. Nó giúp cơ thể sảng khoái, kích thích hoạt động của não bộ và làm cho hệ miễn dịch làm việc chăm chỉ hơn. 8. Không nên vận động mạnh ngay sau khi thức giấc. Vận động ngay sau khi thức dậy có phải là việc tốt hay không? Một số người có thói quen tập thể dục buổi sáng, đây không phải là việc xấu, nhưng nếu không chú ý sẽ không đem lại hiệu quả. Nếu tập thể dục buổi sáng thì sau khi thức dậy phải nghỉ ngơi một tí để khí huyết lưu thông bình thường rồi mới tiến hành. Nếu không sẽ gây ra những sự cố về tim mạch, mạch máu não. 11. Ăn nhiều đồ ăn chế biến sẵn.
hàm lượng chất đồ ăn sẵn là rất lớn, nhất là trong đồ hộp. Nếu ăn thường xuyên, các chất bảo quản tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều. Khi đó, khả năng đào thải độc tố có trong các chất này của gan và thận sẽ trở thành vô hiệu hóa. Lời khuyên, nên chọn thực phẩm tươi sống cho bữa ăn hàng ngày. 12. Uống rượu bia rất có hại cho gan và thận. Trong rượu bia có chứa nhiều cồn và các chất kích thích. Các chất này khi đi vào cơ thể đòi hỏi thận của bạn phải làm việc hết công suất để xử lý và thải loại ra ngoài các loại độc tố. Uống nhiều rượu bia còn gây tổn hại nghiêm trọng cho gan. Thực tế đã chứng minh tỷ lệ những người mắc bệnh về gan và thận do uống rượu bia cao gấp 4 đến 5 lần so với những người bình thường khác. Lời khuyên nên tăng cường uống nước lọc, sữa và các loại nước ép hoa quả. Hạn chế việc uống rượu bia và các đồ uống có chứa chất kích thích khác. 13. Ăn nhiều thịt không tốt như bạn nghĩ. Hiện nay, lượng chất béo động vật đưa vào cơ thể mỗi người trung bình là 0,8mg trên ngày, gấp đôi hàm lượng chất béo cho phép. Chất béo có nguồn gốc động vật thường chứa các chất khó tiêu hóa. Vì vậy, khả năng phân giải của gan và thận đối với các chất này kém hơn rất nhiều so với các chất béo có nguồn gốc động vật. Lời khuyên nên hạn chế ăn thịt, ăn nhiều rau xanh và hoa quả. 14. Dùng nhiều thuốc giảm đau. Dùng thuốc giảm đau trong thời gian dài có thể làm tốc độ lưu thông máu trong cơ thể chậm lại. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của gan và thận, đôi khi còn có thể dẫn tới hiện tượng suy gan và suy thận. Đối với những người có tiền sử mắc phải các bệnh về gan và thận, cần đặc biệt chú ý tới việc sử dụng các loại thuốc giảm đau vì sẽ dễ dẫn đến tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng. Lời khuyên, hãy tìm tới lời khuyên của bác sĩ khi bạn cần dùng tới thuốc giảm đau. 15. Ăn nhiều muối hại gan và thận. Lượng muối đưa vào cơ thể ở mức vừa phải sẽ không phải là thách thức đối với gan và thận. Tuy nhiên, đối với những người có thói quen ăn mặn thì hoạt động của gan, đặc biệt là thận, cần hết sức dè chừng. 95% lượng muối đưa vào cơ thể đều qua gan và thận xử lý. Lượng muối quá nhiều sẽ gây trở ngại cho quá trình đào thải các chất cặn bã dư thừa ra khỏi cơ thể. Lâu ngày sẽ làm giảm khả năng hoạt động của gan và thận. Lời khuyên, lượng muối thích hợp cho người lớn là từ 10 tới 15 gram một ngày và của trẻ nhỏ là từ 3 tới 5 gram một ngày. 16. Cuối cùng, tránh để cơ thể căng thẳng và mệt mỏi. Dân gian thường nói, trăm bệnh đều bắt đầu từ bệnh tinh thần. Những căng thẳng mệt mỏi trong đời sống hàng ngày cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, trong đó có gan và thận. Khi cơ thể trong trạng thái căng thẳng, mất ngủ, mệt mỏi, áp lực máu tăng cao, lượng máu lưu thông qua gan và thận cũng giảm mạnh, không đủ để duy trì hoạt động bình thường. Lời khuyên, hãy cố gắng tránh những căng thẳng mệt mỏi trong đời sống hàng ngày, luôn giữ tinh thần thoải mái và lạc quan. Nếu bạn có thói quen sử dụng các loại đồ uống hay các thói quen ở trên vào buổi sáng thì hãy thay đổi ngay từ bây giờ để tránh những nguy cơ gây ảnh hưởng cho sức khỏe nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.